Ngày 13 tháng 6, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, Quỳnh Văn Hiền có buổi kiểm tra việc thực hiện mô hình vườn rau, ao cá trên địa bàn xã Tạng Khương Nam. Tại buổi kiểm tra, hầu hết người dân đều thực hiện tốt việc khoan ao nuôi cá, tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để trồng rau màu cải thiện bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ thực hiện chưa tốt. Bí thư Huyện ủy Quỳnh Văn Hiền chỉ đạo xã tiếp tục tuyên truyền vận động, nhất là cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện trước và tiếp là vận động người dân nâng cao ý thức trong việc trồng rau màu, nuôi cá để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Huyện ủy Đầm Dơi phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2024 sẽ có gần 100% số hộ dân có đất trên địa bàn huyện thực hiện mô hình vườn rau gia đình. Mục đích nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày của gia đình cũng như tăng thêm nguồn thu nhập để phát triển kinh tế gia đình.